Chào mừng tất cả quan khán giả của Vietnam Esports TV đã trở lại với VCS 2020 mùa xuân, và chúng tôi chuẩn bị chuyển tới cho các bạn trận đấu giữa FTV và Secret. Và đứng bên cạnh tôi, gương mặt caster mới nhú gương mặt trẻ trong làng caster thì cứ nói là như vậy, nghe cho nó mới. Thực sự quay trở lại vào cái thời điểm mà giai đoạn lượt về bắt đầu cũng khiến cho tôi hiểu tương đối kỹ về thực lực hiện tại của tất cả các đội tuyển khi tham gia vào VCS mùa xuân năm 2020. Và thực sự thì giống những gì mà trong phần tâm điểm của vòng thi đấu đã có đề cập, thực sự cái ngưỡng sức mạnh, cái điểm rơi phong độ hay là mọi thứ thì có vẻ đều đang ủng hộ cho team Secret hơn. Trong khi đấy thì FTV, cái đội hình của họ dường như trong trận lượt về này cũng đã có một vài những sự thay đổi. Cụ thể là trong vai trò hỗ trợ thì hiện giờ người chơi hỗ trợ mới của họ là một cái tên tương đối tên tuổi, một người có khả năng côn rất là tốt. Những pha shot côn của Akeno vẫn luôn luôn là cái thế mạnh của anh ta, và trong bàn đấu này anh ta sẽ ra quân. Nhưng anh ta cần phải có được một cái tâm thế chơi thật tập trung trong khi đấy khu đường dưới. Người gặp nguy hiểm có thể là Police. Hồi máu đã mất thanh tẩy đến từ Venus. Họ vẫn chưa muốn từ bỏ. Akeno quay ngược trở lại xung đôi. Kinh Mancha sát thương rất nhiều dồn vào Venus, nhưng chưa thể có điểm hạ gục được. Bộ đôi Celebrity và Venus bây giờ sẽ lời hơn với khả năng hồi phục đến từ kỹ năng quỷ của Senna. Trong khi đó khu đường trên có áp lực đến từ DNK. Phía sau lưng có thêm Kuroko đang cover, nhưng Artifact đã tới, đó là cấp độ 6 tới từ Artifact. Đó sẽ là tình huống băng trụ, hất văng thành công. Rika có tốc biến, nhưng chiến công đầu đến rất nhanh dành cho Lee Sin. Và tốc biến ra phía bên ngoài tầm tấn công của trụ, Hani vẫn giữ nguyên tính mạng cho mình và không gây hại gì tới người đồng đội DNK cả. Sự chênh lệch về lượng farm giữa người chơi đường trên ngày càng nhiều, sử dụng chất tướng rất tốt. Và cái kiểu lên đồ của Jayce cũng tỏ ra là khó chịu trong bối cảnh. Đường giữa tốc biến chói, và có thêm cả kén nhẹ sát thương dồn vào là quá nhiều. Artifact còn tốc biến, nhưng thêm lần nữa anh ta lựa chọn là sẽ không sử dụng phép bổ trợ của mình, bởi vì ngay thời điểm anh ta tốc biến, đơn giản một tình huống đu lưới lên, lướt theo và bắt kịp đối phương. Đó cũng là một pha thi đấu rất tỉnh táo tới từ DNK. Khi anh ta không la vào, anh ta đoán được có những áp lực đến từ phía sau lưng, và quả thực đó là thứ hoàn toàn chuẩn xác. Trong khi đấy thì Rika, nếu như anh ta nhìn thấy cái dịch chuyển đến từ phía trước, anh ta nên thực hiện thêm tình huống chỉ thiên vào, bởi vì có thể là anh ta sẽ lấy ít nhất là một điểm hạ gục để đổi cho cả hai điểm hạ gục mà các thành viên đội tuyển FTV phải bỏ ra. Thì cái kiểu lên đồ như vậy cũng hợp lý, nhưng lẽ anh ta nên giàu hơn một tí xíu nữa thì anh ta mới đủ sát thương để sốc chết được một thành viên của bên phía team Secret. Con dòng lửa dễ dàng thuộc về team Secret. Họ muốn tràn thẳng lên cú chói thành công đến từ Celebrity, chưa muốn dừng lại ở đó. Và cầu máu thực sự không đau tới từ Rika khi đích đến, chỉ đơn giản là Artifact mà thôi. Venus là người bị trói, anh ta vẫn còn có thể bật được lớp da dày của mình lên và kén nhện trượt, và giao tranh nên dừng lại ở đây mà thôi. Và thực sự thì khả năng tẩu thoát cũng như tay đôi của Artifact bây giờ là quá mạnh. Tôi nghĩ rằng hai người, nếu như trong đấy không có Rai, anh ta sẽ chấp hết, anh ta sẽ chấp được cả hai người đấy. Không có CC là chấp hết. Chính xác, trong hai người đấy phải có Rai thì may ra mới có cơ hội hại gục thành công được Artifact hiện tại. Anh ta đang rất giàu và anh ta đang lên theo kiểu cực kỳ nhiều sát thương, chứ không phải là kiểu dây kiểu Lucian dìu đen và thi đấu một cách trì trạc. Đây là một Lucian tìm kiếm những điểm solo kill, và Rai là người vừa nằm xuống khu đường dưới. Một lần nữa DNK can thiệp thành công. Còn trong khi đó khu đường trên, Venus là người bị tấn công, anh ta còn rất nhiều da, da của anh ta thực sự dày. Chưa cần kích hoạt nó lên, Hani lao vào cực kỳ trâu. Khả năng hồi phục đến từ Celebrity đang giúp cho Hani trở nên cứng cáp hơn. Có lẽ họ chỉ nên dừng lại mức độ cấu diện mà thôi. Chói được Kuroko, đu lưới lên để bắt cần. Và có rồi hay không, cần luôn. Một của Quỳ rất khéo léo sau khi cắm mắt ra, và đó điểm hạ gục dành cho Celebrity. Venus Atom Ken này rất là trâu. Victory vẫn đang lao lên, nhưng ta cũng không đủ tốc độ để bắt được Venus. Atom vẫn đang chạy tới Rika từ cánh, nhưng bộ ba của anh phía Secret vẫn đang chạy được Akeno. Tức quá tốc biến lên, nhưng Venus cuốc đồng đội chạy dí xong thì nhà mất rồi FTV ơi. Nhưng họ vẫn đang cố gắng lao lên trong vô vọng. Rai chưa quay ra phía sau lưng, nhưng ngay lập tức team Secret quay người trở lại mục tiêu là Rika. Và anh ta là người đầu tiên phải nằm xuống. Hani thêm lần nữa lao thẳng tấm thân của mình ra để ngăn cản. Sát thương không có quá nhiều đến từ bên phía của FTV. Siêu cuối được sử dụng đến từ Celeb. Victory tràn vào, Quy trượt, E trượt, Quy tiếp tục trượt thêm lần nữa. Và Hani đã là người tiếp cận. Xuống đồng hồ ngưng động, hất văng thành công được Victory lên. Sát thương cuối cùng đến Victory vẫn hạ gục được Senna, nhưng cuối cùng anh ta cũng phải nằm xuống. Phía bên trong nhà DNK tay đôi thắng trước Elise của Kuroko, và có lẽ đó sẽ là cái kết cho ván đấu này. Chính xác, đó là cái kết của ván đấu đầu tiên khi mà Secret nhanh chóng hủy diệt FTV sau 26 phút thi đấu. Cái tốc độ mà họ ra đòn ở trong ván đấu này thật sự là quá nhanh, và FTV đỡ không kịp. Một cái chiến thắng rất áp đảo. Có lẽ chúng ta
cái đoạn đầu tiên khi chúng ta thấy rằng Lee Sin hoạt động không nhiều, chúng ta nhận ra rằng là tầm ảnh hưởng của con Elise có vẻ đang là tốt hơn với những áp lực nó tạo ra được ở khu đường giữa. Và thực sự đó chính là điều mà Kuroko đã làm được. Nhưng cái nhìn của DNK có vẻ khác. Tức là anh ta đánh giá rằng trong đoạn đầu tiên, kể cả anh ta ra khu đường giữa, không có kỹ năng khống chế đến từ Lucian để kết hợp cùng. Trong khi đấy khi lên khu đường trên, sát thương có lẽ là không đủ. Trước một con dây có thể bật được cổng gia tốc và thoát lui về rất nhanh. Anh ta tập trung farm và ngay sau khi có được chiêu cuối, anh ta bắt đầu đi thực hiện những tình huống ganh nguy hiểm và càng ngày càng đem về nhiều lợi thế hơn dành cho team Secret. Và một mục tiêu quan trọng nhất nữa, đấy là cả bốn con rồng trong bàn đấu này đều được kiểm soát một cách rất hoàn hảo đến từ bên phía của team Secret, và đó làm chiến thắng xứng đáng dành cho họ. Thật sự là rất xứng đáng, Snowball vô cùng hoàn hảo của Secret và họ nhanh chóng vượt lên dẫn trước trong cặp BO3. Liệu FTV lượt về của cặp BO3, tức là ván đấu thứ hai này, họ có làm được gì đặc biệt hay không, thì chúng tôi sẽ có câu trả lời cho các bạn khi mà ván đấu thứ hai chuẩn bị được bắt đầu. Ôi, đây có biến rồi. Thấy chưa? Từ từ nha, Froggy là một người chơi lúc đầu đi đăng ký là đường giữa nha. Cassiopeia đường dưới không? Có thể Cassiopeia đường dưới, thực ra nếu như các bạn không biết thì Sài Gòn Joker đời đầu đã đem ra rồi. Rất là đỉnh luôn, từ thời mà Achi đánh à. Hai người chơi đường dưới rất là đỉnh cao, mang tên là Violet cùng với cả Melody đã từng đem nó ra thi đấu. Thì đó là con Cassiopeia đường dưới, nhưng bây giờ bao nhiêu phút? Thua thắng mà. Hồi đấy gặp Kula Hunter yếu, dễ thắng lắm. Cũng không yếu đâu. Tinh tinh hồi đầu đánh với Kula Hunter cũng căng. Cũng mệt, nhưng mà nói chung là vẫn thắng. Ok. Rom thật kìa. Ôi, hai xạ thủ. Nhưng mà nếu như này đội hình hơi bị tù đúng không? Đúng. Đội hình hơi bị tù đến từ Team Secret. Công tức là gần như họ chỉ chờ đối phương mở tranh hoặc là họ chờ Lee Sin. Đúng, chờ Lee Sin. Con Brom này dùng để ngăn chặn Hỏa Dương Hiệu Triệu là chính, tôi nghĩ là như vậy. Và chặn được tường của Talia luôn nha. Brom chặn được luôn. Xác. Tức là chặn hai công cụ mở giao tranh của đối phương. Ui, thêm con Alista này nữa thì đúng là con Cassiopeia đường dưới à. Chính xác rồi, đó sẽ là Cassiopeia đường dưới ấy. Đổi con hồi để coi đổi. Không có cơ hội nào là Talia đường dưới cả. Bởi vì con Talia nó tù lắm. Cái trưởng quy của nó một mục tiêu, xong cái đường dưới nó còn bé, nó còn hẹp nữa. Chả mấy mà các bạn biến mặt đất thành những vùng mặt đất biến đổi. Và sau đấy thì cái hiệu quả của cái kỹ năng phi thạch nó sẽ không còn bao nhiêu nữa cả. Đồng ý. Đó sẽ là con Pantheon đi đường giữa, Talia đi rừng và Cassiopeia đường dưới vào thời điểm 20 giây cuối cùng. Tin lời tôi đi mà xem. Cứ tin lời tôi các bạn phải tin tôi. Ok. May quá, tôi chưa tin anh. Tôi chẳng nói, tôi cứ đợi hết giờ thôi. Thôi, con người mà ai chẳng lúc nhầm các bạn. Mình cũng không lừa các bạn bao giờ, nhưng mà đây là một trường hợp rất là hiếm hoi xảy ra. Các bạn thấy không? Mà thực ra từ. Bây giờ Froggy đem Talia đường giữa, Cassiopeia và Victory xuống đường dưới vẫn được. Đúng. Phải chờ vào game chúng ta mới biết được đúng không? Đúng. Và chúng ta vẫn đang tự đặt câu hỏi là con Talia đi đâu. Và rồi, anh Mạnh không có lừa các bạn nha. Đường giữa. Từ từ đã. Con Talia này nó đổi sang hồi máu rồi. Nó đổi sang hồi máu, tức là nó vẫn có thể đi được thôi được. Thế mới cay chứ. Bây giờ tự không tin bản thân mình luôn đúng không? Tôi không tự tin bản thân nữa rồi. Lần này khó lắm, khó đoán lắm. Nhưng mà vấn đề là con Cassiopeia cũng cầm hồi máu. Yeah. Hai con này giờ như nhau. Rồi đang đi như vậy, đi đường giữa. Phân tích của anh vẫn chính xác. Tức là cái nội tại dùng phi thạch á, là đất bị biến đổi, lát hồi nó bị mất tác dụng ở đường dưới. Thì tôi biết mà, tôi biết nhiều thứ lắm. Anh biết mà. Nên tôi nghĩ rằng là các thành viên đội tuyển FTV cũng sẽ không lừa tôi đâu. Cái sự kết hợp giữa, thực ra thì tôi đã có một phân vân là như này. Đấy là thực sự thì cái sự kết hợp giữa con Talia và con Alista nó tuyệt vời thật. Bởi vì combo xong hất về, cái thời gian làm choáng đấy có thể giúp cho Alista kích được ít nhất là 3 stack đến từ cái xiềng xích của mình rồi, và anh ta có thể thực hiện bồi thêm cú đấm vào nữa. Những điểm solo kill có thể sẽ đến một cách rất dễ dàng. Còn trong khi đó thì cái vòng rừng lặp lại của Kuroko nó không được mắc binh khi anh ta không dám tự tin quay trở lại với bãi chim của mình. Ăn bãi chim của đối phương, tiến xuống với hai bãi rừng dưới, ăn xong nốt được con cắp. Anh ta chưa đạt cấp độ 5 luôn và đã cần phải về nhà để có thể hồi phục lại rồi. Còn trong khi đấy thì DNK đã đạt cấp độ 5, tiền rất nhiều. Về nhà ít nhất là có được một cái đụng độ cùng với hai thanh trường kiếm. Thậm chí anh ta có thể mua một giày một trường kiếm cũng được. Để coi, tôi nghĩ anh ta sẽ ưu tiên sát thương hơn. Cứ nâng cấp hẳn trang bị đi rừng đi. Đúng như anh Mạnh nó vừa nói xong là đụng độ luôn. Ui, kiếm mà dài giàu. Tính tiền kinh. Đúng là tính tiền. Tính tiền mới là khả năng của tôi chứ không phải là tính kinh nghiệm. Nhưng mà cái bộ môn nhân phẩm mà tính kinh nghiệm mà sai cũng nguy hiểm đấy đúng không? Không, trong trò đấy thì tính tiền là kinh nghiệm sai thì nó cũng chỉ là ăn vào tiền thôi. Nên chỉ cần tính tiền giỏi là bạn ok rồi. Thậm chí là đây có thể là một tình huống kiểm soát rồng.
Dẫu sao thì con dòng đất đầu tiên nó cũng tương đối giá trị. Chiều cuối của Froggy xuống khu đường dưới. Mục tiêu thể bị tấn công là Venus, nhưng có dịch chuyển đến từ Gotthard. Cần phải lùi về, sát thương rất nhiều rồi và Akeno tốc biến nhưng vẫn chưa an toàn. Lee Sin tới, đó có thể sẽ điểm vào gục dành cho DNK. Phía bên kia, Zalep phải nằm xuống, sát thương khá nhiều từ Rika. Họ chưa muốn từ bỏ. Một mạng phải nằm xuống đến từ bên phía của Team Secret. Trong khi đó thì Akeno vẫn an toàn rút lui về được trước sự tấn công của DNK. Giờ thì sao? 3-3, lợi thấy rõ thành cho TV, nhưng 4-3 thì nó khác. Và người đang gặp nguy hiểm có thể là Venus, anh ta lùi về được, có thêm dịch chuyển. Người dịch chuyển lên là Edfield, không chính xác hơn là Cotton. Đuổi theo, tấn công mục tiêu là Victory, mất đi tốc biến đến từ Victory. Điện cây quy trượt, Rika quay ngược trở lại cover cho người đồng đội của mình. Nhưng Kuroko đang thấp máu, Cotton thả chiêu cuối ra và đang giữ thế để ép lui được ba thành viên của FTV. Phía sau lưng, Team Secret vẫn muốn tràn lên, họ chưa dừng lại. Máu còn rất nhiều và chiến thức vẫn còn đủ để có thể giao tranh. Trụ thứ nhất của đường trên sẽ bị phá đi bởi các thành viên của Team Secret. Người gặp nguy hiểm là Rika, kiệt sức rất nhanh chóng lên và tấn công thẳng vào Artifact. Anh ta thực sự thể hiện sự cứng rắn của mình. Có thêm chiêu cuối nhưng có thể bị cản lại. Người cản nó là Venus. Phía bên kia bờ tường DNK cũng đang tới. Rika quá trâu nhưng ta đâm đầu trượt. Cọc đá đấy không đủ để hất. DNK gặp nguy hiểm tốc biến lên tiêu đất nhưng không đủ sát thương thêm lần nữa đến từ Akeno. Giờ là các thành viên của TNTV là những người gặp nguy hiểm. Celeste đến từ bên hông, sát thương của anh ta cũng không nhiều. Không ai chết, vẫn chưa ai chết. Celeste lao lên bắn nhưng ta không có CC, chưa giữ chân đối phương lại được. Và bằng một cách nào đó mà lại một lần nữa không ai nằm xuống cả. Rất nguy hiểm dành cho Cotton. Anh ta thậm chí có thể sẽ bị ép góc. Và thực sự là có một cú chiêu cuối đến từ Froggy để ép góc thật. Thậm chí có thêm xa lầy để ngăn cản nữa. Cotton đã bị tấn công từ phía bên kia hông. Và có thêm Pantheon tới. Hỏa Diêm Hồng Triệu được gọi ra. Brom có thể cản. Wow! Thực ra là một cú húc rất khéo. Nhưng sát thương không có nhiều cả, điên cây tràn thẳng vào. Anh ta chọn mục tiêu là Victory để quy. Không ăn thua, Akeno nằm xuống, Serenity vẫn còn rất khỏe. Victory là người gặp nguy hiểm. Và phía bên kia, điên cây có khả năng tay đôi cùng với On để kích hoạt thành công đội đánh Nhất Ngư và tôi. Lùi về an toàn thì còn 5 người và cũng thành công được một thành viên của đối phương. Đối với các thành viên đội tuyển Team Secret, như vậy là thành công. Họ tiến thẳng tới con rồng và đó sẽ là con rồng nước dành cho họ. Nhắc lại một lần nữa là họ ăn Baron. Ăn Baron lâu. Rất lâu. Lâu gọi là lâu ơi là lâu luôn ấy. Và chưa kể rằng cái khả năng trừng phạt thì rõ ràng Pantheon không hề khỏe hơn so với Lee Sin. Họ sẽ còn mất nữa. Họ đang bị câu giờ và Team Secret đang đánh khéo thực sự. Như kiểu là vào nhưng lại không. Một cú đánh đúng kiểu thò ra thụt vào tới từ Team Secret. Và cú dê này nó cũng chẳng đem lại hiệu quả gì cả. Không thể biến về được. Và nhìn cái trụ thứ ba khu vực đường dưới nhà mình đang bị phá hủy. Đàn lính lớn tràn vào khu vực đường giữa cùng với Artifact. Trụ thứ ba khu đường giữa sẽ mất. Và FTV tôi thấy rằng họ đang côn Baron trước mặt DNK. Họ rất tự tin, có lẽ đây là dùng Baron để ép đánh thôi chứ không phải là thật sự muốn ăn. Cùng ánh sáng bắn vào khá là chất lượng. DNK cứ tự tốn ở trên thôi. Bây giờ Secret mới kêu gọi dịch chuyển Cotton từ cánh trên xuống. Và đã bắt đầu chặn dê rồi, cú hút chỉ trúng vào một mình của Venus. Phía cánh dưới Secret đang đánh tràn lên. Và họ đang đánh thẳng vào giữa đội hình của FTV. Chẳng có nhiều hy vọng dành cho FTV nữa rồi, bởi vì họ đã mất đi hai nguồn sát thương. Và người đang đứng nấp ở đây đó là Victory cũng đi luôn. Celeste biết thừa rồi. Chỉ có cái bụi đấy mà thôi. Và một cú di chuyển của học hết liệu thành công được Cassiopeia và Baron dành cho Team Secret. Những pha macro như vậy, những pha côn như vậy là thứ đã giết chết đội tuyển FTV trong ván đấu này. Chứ không phải là cái nỗ lực sớm đến từ những pha chủ động tấn công của Team Secret. Họ rất thong dong di chuyển xung quanh và trừng phạt sai lầm của đối phương bằng những pha di chuyển của mình mà thôi. Và trận đấu này thì Team Secret đã thể hiện cái bản lĩnh của mình rồi, cực kỳ bình tĩnh. Và hãy xem lại, cái nỗ lực đến từ Kuroko là rất buồn cười. Nhảy thẳng vào để rồi nằm xuống ngay lập tức, chả đóng góp được gì cả. Và trong khi đó chúng ta tưởng như là Rika chính là tường đồng vách sắt, nhưng anh ta chưa đủ cái mức độ để trở thành những thứ mà chúng ta đang yêu cầu. Anh ta bốc hơi rất nhanh cho sát thương được gây ra bởi cả Artifact và Serenity. Và tiếp theo nữa là sự xuất sắc đến từ Serenity. Hãy nhìn cạnh ta rút ra thò vào này. Tổng lý lắp. Quay lại. Đó. Bắn quỳ. Toàn trúng thôi. Bắn quỳ tiếp. Còn không hộp một cái nào. Sợ thật sự. Cảm giác như kiểu là 5 năm lần thứ nhất của cải cách lần thứ nhất và 5 năm lần thứ hai vậy. Bước sang đến cái chu kỳ thứ hai của 5 năm. Celeb vẫn đang nằm trong top đầu những xạ thủ. FTV đang chơi. Họ kêu là chơi được, Akeno đang vào trước, họ nhắm vào Artifact. Đẩy ra. Artifact vẫn đang bị làm chậm một chút xíu nhưng có cô tình đứng che. Nỗ lực trong tuyệt vọng của FTV, họ có giết được Artifact hay không? Câu trả lời có thể là có, nhưng sau đó thì họ còn lại gì?
chắc là không nhiều lắm đâu, bởi vì đã có double kill dành cho DNK rồi. Celeb là người vừa rồi dứt điểm Kuroko cũng là double kill, và bây giờ là quét sạch dành cho Secret, chấm dứt trận đấu này. Nhìn nỗ lực cuối cùng, ít ra họ cũng dám vùng lên chiến đấu chứ không phải là cứ rú trong nhà và chờ đợi các thành viên đội tuyển Team Secret thực hiện những tình huống tấn công. Tuy nhiên, nỗ lực cuối cùng đấy bị ngăn cản lại bởi sự xuất sắc đến từ kỹ năng cá nhân. Artifact sử dụng R rất hợp lý và đúng thời điểm đang la vào từ con Alista, và sau đó là cú lặn hồ máu đến từ cốt tật nữa. Tất cả mọi thứ là để counter cho Alista của Arcano, không đóng góp được gì ngoài việc bật chiêu cuối lên và sau đấy bốc hơi trước nguồn sát thương được gây ra bởi hai thành viên của Team Secret mà thôi.